trao giá trị, giúp đỡ cho rất là nhiều người, cũng đã giúp đỡ được cho rất là nhiều các bạn anh chị nhà mình mà có cuộc sống rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Thay đổi cuộc sống, và chính bản thân Hòa cũng đã biến được những cái ước mơ của Hòa trở thành hiện thực, những ước mơ của Hòa trở thành hiện thực, những cái khao khát cháy bỏng bên trong Hòa, Hòa đã thực hiện được, Hòa đã thực hiện được từ khi Hòa vào cái môi trường này, từ khi Hòa vào môi trường này, cho nên là Hòa đã vô cùng hạnh phúc, vô cùng biết ơn, vô cùng biết ơn đó. Người thầy của chúng ta đó là Chủ tịch Trịnh Quốc Huy, đúng không ạ? Chủ tịch Trịnh Quốc Huy là người đã sáng lập ra câu lạc bộ Chạm Tay Hoàng Sa để Hòa biết và Hòa được đồng hành và Hòa được học tập và Hòa có được ngày hôm nay, có được ngày hôm nay đã rồi. Và Hòa cũng không quên ơn là người đã gieo duyên cho Hòa để Hòa biết được cái môi trường này. Câu lạc bộ Chạm Tay Hoa Vàng thì đúng cũng đã là thành lập cũng là hơn 5 năm rồi, đúng không ạ? Nhưng mà Hòa thì mới biết cách đây là gần 2 năm thôi đó. Nhưng mà cũng rất là may vì là có em doanh nhân Đồng Hằng và doanh nhân An Võ đã giáo duyên cho Hoa thì Hoa mới biết được, đúng không ạ? Cho nên là Hoa là luôn 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 lúc nào cũng biết ơn những cái người đã giúp cho Hoa biết đến cái môi trường này, rất là tuyệt vời ạ, rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Vậy thì ngay bây giờ ngay lúc này chúng ta hãy cảm ơn, cảm ơn người đã gieo duyên cho mình và biết đến cái môi trường này, đúng không ạ? Biết ơn những cái gì mà chúng ta được nhận được mỗi ngày, nhận được mỗi ngày bằng cả cái tình yêu thương và bằng cả cái trái tim của mình, được không ạ? Đã rồi. Hoàng tên là Hoàng Thiếu Hòa, Hòa đến từ Nghệ An của nhà mình nhé. Hòa đến từ Nghệ An ạ. Năm nay Hoàng 43 tuổi. Năm nay Hoàng 43 tuổi rồi ạ. Có bạn anh thì nhà mình hôm nay ai là ở Nghệ An không ạ? Hoa ở Nghệ An ạ, Hoa 43 tuổi và hiện tại Hoa là giáo viên ở nhà mình nhé. Hoa là giáo viên ạ. Hoa công tác trong ngành giáo dục cũng năm nay là cũng gần 20 năm rồi đó. Cũng gần 20 năm rồi. Nhà nước thì chưa cho Hoa về hưu nhưng mà Hoa cũng nhờ đồng hành cùng với câu lạc bộ cho nên Hoa cũng gần được về hưu sớm, rất là tuyệt vời. Rất là tuyệt vời, Hoa gần được về hưu sớm đó. Hoa gần được về hưu sớm đó. Hiện nó học này là Hoa được về hưu sớm. Được, được cho phép mình được về hưu ạ. Đó, đó là điều Hoa khá phản nhất cả nhà mình nhé. Vì bởi vì là Hòa có một cuộc sống tự do hơn, đúng không ạ? Tự do về thời gian, tự do về không gian và được làm những cái điều mình thích, sống với ước mơ, những cái khao khát, những cái hài hòa bảo của mình. Dạ rồi ạ. Dạ rồi, và ngày hôm nay thì Hòa sẽ chia sẻ cho cô bác anh chị nhà mình những cái cách để chúng ta gì ạ? Cách để chúng ta hòa hợp với tiền, hòa hợp với tiền, đúng ạ, hòa hợp với tiền để chúng ta hòa hợp với tiền. Bởi vì sao ạ? Bởi vì sao chúng ta lại cần phải hòa hợp với tiền ạ? Bởi vì là trong cuộc sống của chúng ta dù muốn hay không muốn thì tiền cũng là cần thiết, đúng không ạ? Rất là cần thiết, không phải là tiền là tất cả nhưng mà không có tiền thì cuộc sống của chúng ta nó thực sự là chưa dễ dàng, đúng không ạ? Chưa dễ dàng, đúng rồi, chưa dễ dàng một chút nào cả. Dạ rồi, chưa dễ dàng một chút nào cả, đúng không ạ? Cho nên là ngày hôm nay thì Hòa sẽ chia sẻ cho các bác anh chị nhà mình những cái bí kíp mà Hòa đã ứng dụng trong cái trong quá trình Hòa học tập đồng hành cùng với câu lạc bộ và Hòa đã ứng dụng vào trong cái công việc kinh doanh của Hòa, vào trong công việc kinh doanh của Hòa và Hòa đã thu hút được những cái khoản tiền, thu hút được những cái khoản tiền rất là lớn về với Hòa, thậm chí là Hòa đã ngay lập tức bán được những cái đơn hàng có giá trị rất là những đơn hàng rất là lớn đúng không? Rất là lớn mà khách hàng là từ đồng chuyển khoản, từ đồng chuyển khoản là từ đồng mua hàng của mình với một cái niềm vui, đúng không ạ? Với cái niềm vui. Dạ rồi ạ. Bao nhiêu các bác anh thì nhà mình đã sẵn sàng để nhận những cái bí kíp của buổi tối ngày hôm nay thì comment cho Hòa. Tôi sẵn sàng với các bạn để Hòa được chia sẻ được không ạ? Dạ rồi, và chúng ta hãy ngồi thẳng lưng lên ạ. Chúng ta bật camera của mình lên. Chúng ta hiện diện trước camera của mình ạ. Và ngay bây giờ ngay lúc này chúng ta hãy nhắn tin lên nào học tập đi ạ. Nhắn tin lên nào học tập để chúng ta kêu gọi những người bạn của mình vào để chúng ta nhận được những bí kíp ngày hôm nay đấy ạ. Ngày hôm nay thì Hoa sẽ chia sẻ cho các bạn anh chị nhà mình thực sự là những cái bí kíp này Hoa đã ứng dụng rất là lâu rồi nhưng mà thời gian phải cần tức là một một ngày ấy, từng 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 theo từng thời gian ấy, thì Hoa cái đồ ngộ cái giác ngộ nó sẽ khác nhau, đúng không ạ? Và Hoa cái bài học này thì Hòa cũng ứng dụng rất là lâu rồi nhưng mà thực sự là Hòa cũng cũng mới giác ngộ cái bài học này ở cái tầng sâu hơn nữa và Hòa thấy rất là hay, thực sự rất là hay và Hòa rất là khao khát chia sẻ lại cho tất cả mọi người. Và ngày hôm nay thì Vũ Trụ đã hồi đáp và đã
giúp Hoa thực hiện được ước mơ đó, đó là Hoa được lên đây chia sẻ những cái bí kíp đó, chia sẻ những cái bí kíp mà đã ứng dụng được không ạ? Vậy thì cô bác anh chị nhà mình hãy gieo hạt tốt đúng không ạ? Hãy gieo hạt tốt để chúng ta nhận một bầu trời quả hồng ngọt đúng, bằng cách là gì ạ? Bằng cách là chúng ta hãy nhắn tin lên các nhóm học tập để chúng ta truyền cái tình yêu thương của mình vào, để chúng ta kêu gọi những cái người bạn của mình vào để chúng ta học. Biết đâu trong cái buổi Zoom ngày hôm nay chỉ cần một từ khóa thôi đúng không ạ, chỉ cần một từ khóa thôi thì chúng ta lại giải quyết được một cái vấn đề nào đó mà chúng ta đang còn rất là khao khát đúng không ạ, rất là khao khát. Đúng rồi, rất là tuyệt vời ạ. Dạ rồi, cả nhà mình ơi. Dạ rồi ạ. Cả nhà mình cho Hoa hỏi và cả cô bác anh chị nhà mình cho Hoa hỏi ạ. Bao nhiêu cô bác anh chị nhà mình trong buổi Zoom ngày hôm nay đã có gia đình ạ? Đã có gia đình, comment cho Hoa số 3 được không ạ? Comment cho Hoa số 3 được không ạ? À đúng rồi. Rất là tuyệt vời đúng không? Hầu hết chúng ta đã có gia đình đúng không ạ? Có gia đình, đó, có gia đình. Nếu như mà chúng ta không có hòa gia đình á, chưa 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 lập gia đình á, chưa lập gia đình thì chúng ta cũng có mối quan hệ á, cũng có những cái mối quan hệ giữa bố mẹ đúng không ạ, bố mẹ hay là anh chị em đúng không ạ, trong nhà của chúng ta đúng không ạ. Đúng rồi, cho nên là tất cả chúng ta đều đều đang sống trong những cái mối quan hệ đúng không ạ, đang còn sống trong những mối quan hệ. Vậy thì sao ạ? Vậy thì trong một gia đình hai vợ chồng để mà hai vợ chồng lúc nào cũng là rất là thấu hiểu yêu thương nhau, chồng làm cái gì vợ cũng rất là hài lòng, hay là vợ đưa ra cái lựa chọn nào đó chồng cũng rất là đồng tình ủng hộ, thì phải làm gì ạ? Theo các bạn anh chị nhà mình thì phải làm gì ạ? Chúng ta phải làm gì ạ? Phải như thế nào thì là vợ chồng mới hòa hợp như vậy ạ? À, chúng ta phải thấu hiểu nhau đúng không ạ, phải hiểu nhau đúng không ạ, thì hiểu chồng phải hiểu được là tính cách của vợ của mình là gì. Đúng rồi, về thấu hiểu nó phải biết ơn thấu hiểu. Đúng rồi, có nghĩa là chúng ta phải bây giờ muốn đúng không ạ, muốn muốn là vợ của mình muốn hai vợ chồng luôn luôn là thấu hiểu nhau, yêu thương nhau và thấu hiểu nhau, thì mình chồng hiểu được tính cách của vợ đúng không ạ, tính cách của vợ phải biết được là vợ của mình thích cái gì, có thể là cách ăn như thế nào, cách ăn mặc như thế nào, tính cách như thế nào, cách nói chuyện như thế nào đúng không ạ, và ngược lại người vợ cũng vậy đúng không ạ, người vợ cũng hiểu trong tính cách của chồng mình như thế nào. Đó, khi mà đúng không ạ, và khi mà chúng ta thấu hiểu được cái tính cách của người đối diện mình, của vợ hay là của chồng của mình, thì chắc chắn chúng ta sẽ hòa hợp đúng không ạ, hòa hợp và thấu hiểu nhau. Như vậy thì cũng có, nếu như mà như vậy á đúng không ạ, chúng ta hòa hợp như vậy thì chồng 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 có đi làm chồng có đi làm nhiều vụ á, thì cũng rất là mong muốn về với mình đúng không ạ, rất là mong muốn về với gia đình đúng không ạ, rất là mong muốn về với mình, rất là mong muốn về với mình. Họ chỉ muốn là làm cho xong việc thôi, cho xong việc để về với gia đình đúng không ạ, về về với vợ với con đúng không ạ, đúng không ạ. À, trước đây thì Hòa với chồng của Hòa thì cũng chưa hòa hợp, là chưa hòa hợp đó thực sự là chưa hòa hợp, cứ 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 một người là một 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 tính cách khác nhau ấy, không chịu thấu hiểu nhau đó, một người một, cho nên là không bao giờ có cái cảm giác là chờ đến trông mong chờ chồng đi làm mới cũng có cái cảm giác đó cả. Nhưng mà khi Hòa làm được cái điều này thì sao, thì chồng của Hòa làm việc á, thì cũng là rất là mong muốn về với gia đình, và Hòa cũng vậy, rất là mong chồng về, cứ buổi chiều là mong chồng về rồi đúng không ạ. Còn trước đây thì về cũng được, chẳng không về cũng được, dẫn đến là hai vợ chồng không có cái sự hòa hợp, không có cái sự thấu hiểu nhau. Và vậy thì sao, đối với tiền cũng vậy đúng không ạ, để chúng ta tiền tiền đi tiền về với chúng ta thì chúng ta cùng phải hòa hợp đúng không ạ, chúng ta cũng phải hòa hợp bởi vì gì ạ, tại sao là vậy ạ, tại vì tất cả chúng ta đều giao tiếp bằng năng lượng đúng không ạ, tiền cũng là một dạng năng lượng, con người chúng ta cũng là một dạng năng lượng, ở trong vũ trụ này cũng là
giao tiếp với nhau, tất cả đều là năng lượng, tất cả đều là năng lượng, thì tiền cũng là năng lượng. Cho nên là tiền chúng ta để chúng ta tiền là dòng tiền nó khơi thông thì bắt buộc chúng ta phải hòa hợp được với tiền, chúng ta phải hòa hợp với tiền, đúng không ạ? Bao nhiêu cô bác anh chị nhà mình theo kịp ạ, theo kịp thì theo kịp ạ, đúng ạ? Rồi chúng ta phải hòa hợp chứ, chúng ta phải hòa hợp với tiền, để tiền đi đúng ạ, để tiền đi thì tiền là về với mình nhiều hơn đó, tiền đi thì tiền là về với mình nhiều hơn. Vậy thì để chúng ta hòa hợp được với tiền thì chúng ta phải như thế nào ạ? Chúng ta phải hiểu được cái bản chất, đúng không ạ? Bản chất của tiền, bản chất của tiền, đúng không ạ? Chúng ta cũng y chang như một quan hệ vợ chồng, không khác gì cả, đúng không ạ? Chả khác gì. Nếu như để chúng ta cân và chúng ta hòa hợp được với tiền á, thì chúng ta cũng phải hiểu được bản chất của tiền. Vậy thì bản chất của tiền là gì? Bản chất của tiền là gì ạ? Theo cô bác anh chị nhà mình, bản chất của tiền là gì ạ? Bản chất của tiền là như thế nào ạ? Bản chất của tiền, đúng không ạ? Bản tiền thì chỉ là vật trao đổi ngang giá, đúng không ạ? Tiền chỉ là vật trao đổi ngang giá. Nhưng mà chúng ta không 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 bản thân Hoa trước đây cũng vậy. Chúng ta thường là cứ 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 cứ, 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 cứ gặp vấn đề một cái là đổ lỗi cho tiền, đúng là đổ lỗi cho tiền. Chúng ta không tách được là tiền, không tách được tiền và vấn đề, hai cái nó tách biệt ra. Không 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 tách biệt được tiền và cái vấn đề ra khỏi ra ra ra, ra tách tách biệt ra nhau đó, đúng không ạ? Cho nên là cứ vấn đề là chúng ta đổ lỗi vào tiền, nhưng mà bản chất của tiền nó chỉ là vật trao đổi ngang giá, và tiền thực sự là rất là trung thành với chúng ta, đúng không ạ? Tiền rất là trung thành, tiền rất là trung thành với chúng ta. Bây giờ chúng ta cầm tiền đi, chúng ta bảo tiền làm gì tiền làm đó, đúng không ạ? Tiền trong tay chúng ta mà, tiền trong tay chúng ta mua cái gì là quyền của chúng ta đó, chúng ta đầu tư một cái gì cũng là quyền của chúng ta. Chúng ta chuyển khoản chứ có phải là tiền từ đi đâu, đúng không? Cho nên tiền rất là trung thành, tiền rất trung thành. Mọi vấn đề là do mình chứ không phải do tiền. Nhưng mà chúng ta lại không hiểu được điều này. Khi vấn đề đến là chúng ta đổ lỗi cho tiền. Đổ lỗi cho tiền là gì ạ? Khi vấn đề đến là chúng ta cứ nghĩ đến tiền là chúng ta lại bị cảm xúc này, cảm xúc kia. Cảm xúc này, cảm xúc kia, đúng không ạ? Đó, chúng ta không tách biệt ra, không tách biệt ra. Cho nên là chúng ta cứ 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 nghĩ đến tiền là chúng ta bị cảm xúc lên cảm xúc xuống, đúng không? Tức là không giữ được cảm xúc của mình, không giữ được cảm xúc của mình. Và chính vì vậy mà cái dòng tiền của chúng ta, cái năng lượng tiền của chúng ta, cái năng lượng tiền của chúng ta nó không là thu hút được, không thu hút được những cái khoản tiền chúng ta đang còn là nó là mong muốn thu hút đó, đúng không? Nó còn mong muốn thu hút đó, đó. Đúng không ạ? Nếu như chúng ta hiểu được cái điều này, nếu chúng ta hiểu được cái này thì chúng ta chỉ cần chuyển đổi cảm xúc của chúng ta, chuyển đổi cảm xúc của chúng ta khi chúng ta nghĩ về tiền, khi chúng ta nghĩ về tiền và khi chúng ta nghĩ đến khi chúng ta nghĩ về tiền cũng như là khi chúng ta tiêu tiền, hay là khi chúng ta nhìn thấy tiền, hay là khi chúng ta tiền khi chúng ta là chuyển khoản tiền đi, hoặc là chúng ta làm một cái gì mà liên quan đến tiền, chúng ta sẽ không bị lá, chúng ta sẽ không bị là cảm xúc, chúng ta sẽ không bị tụt năng lượng, cũng như là chúng ta không bị là bị cái vấn đề nó cuốn hút chúng ta, đúng không ạ? Và có rất là nhiều trải nghiệm về cái cảm xúc khi 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 khi, khi tiêu tiền như tiêu tiền, đúng không ạ? Tiêu tiền trước đây á, thì ngay cả mới đây thôi chứ không phải là trước đây đâu, ngay đây ngay rất là không tệ đấy ạ, tệ đấy. Bao nhiêu cô bác anh chị nhà mình á, những cái ngày mặc dù chúng ta cũng đã học về cách quản lý tiền rồi, đúng không ạ? Chúng ta cũng học các cái quản lý tiền, học rất là nhiều rồi, trong chương trình Zoom sáng, đúng không ạ, hay là trong tất cả các buổi Zoom của câu lạc bộ, thì các doanh nhân luôn luôn chia sẻ là cách quản lý dòng tiền, cũng như là cách hàng ngày chúng ta làm vào Zoom, đúng không ạ? Vào Zoom sáng, Zoom tối thì chúng ta các doanh nhân đều chia sẻ chúng ta cách để chúng ta là bỏ quyền tự do tài chính, đúng không ạ? Chúng ta nói lời yêu thương với tiền, rồi là chúng ta là tối đến thì chúng ta lại kiểm điểm tiền để chúng ta tăng cảm xúc với tiền. Mặc dù chúng ta vẫn 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 cứ là đang đang còn luyện, đang còn rèn, đang còn luyện những cái thói quen đó để gia tăng cảm xúc với tiền. Tuy nhiên, đúng không ạ? Tuy nhiên, trong cuộc sống của chúng ta,
À, trong cuộc sống của chúng ta, ngay bản thân Hoa cũng vậy, ngay bản thân Hoa cũng vậy, có những lúc mình vẫn không thể chưa làm chủ được cảm xúc của mình khi 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 chúng khi khi mà tiêu tiền hoặc là khi nghĩ về tiền đó, đúng không ạ? Khi nghĩ về tiền thì nếu như mà chúng ta không nhận ra được cái dấu hiệu đó, không nhận ra được cái cảm xúc đó, nó không hỗ trợ cũng như là nó không tốt đẹp gì cả, thì chúng ta không loại bỏ được nó ra, đúng không ạ? Không nhận ra được là cái điều đó là không tốt thì chúng ta sẽ không loại bỏ được nó ra, đúng không? Nhưng mà rất là may cho Hoa, đó là Hoa rất là may cho Hoa, đó là Hoa luôn liên tục bám vào môi trường câu lạc bộ đó, với các người thầy của Hoa, và Hoa học trong những cái chương trình chuyên sâu, cho nên Hoa cũng liên tục quan sát mình và quan sát cái cảm xúc của mình. Đó là cảm xúc của mình, Hoa biết, Hoa nhận 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 diện được, Hoa nhận diện được cái hạt giống đó, nhận diện được cái hạt giống đó, nó không mang lại, có mang lại không, mang lại không có cái lợi ích gì, không mang lại được cái gì cho cuộc sống của Hoa cả, cho nên Hoa loại bỏ nó ra ngay lập tức. Đó là diện đó, nếu như mà Hoa không nhận diện được ra cái hạt giống đó thì Hoa sẽ để nó trong người đó, thì như thế nào ạ? Tiền, dòng tiền của Hoa nó sẽ không khơi thông được, chắc chắn là như vậy luôn đó. Đó là cái trải nghiệm hoa như thế này, trải nghiệm hoa như thế này rất là hay luôn, rất là hay luôn. À, Tết đó cả nhà mình, à, gần Tết vừa đấy, Tết vừa đấy, à, bao nhiêu có bác anh chị nhà mình, nhà Tết là chúng ta thường tiêu rất là nhiều tiền, đúng không ạ? Tiêu rất là nhiều tiền, nếu như mà tài chính của chúng ta thực sự là chưa không còn chưa chưa dư giả là nhiều á, thì chúng ta tiêu rất là nhiều tiền, chúng ta thường là rất là bị sốt ruột, đúng không ạ? Bao nhiêu có bác anh chị nhà mình đã từng có những cảm giác như vậy, comment cho Hoa được không ạ? Comment cho Hoa tôi được không ạ? Điều là giúp các bạn anh chị nhà mình loại bỏ ra được cái hạt giống đó. Khi chúng ta loại bỏ ra được thì chúng ta mới gì ạ? Chúng ta mới là hòa hợp được cái tiền, mình giữ được tiền, tiền luôn đi về được cho mình nhiều hơn, đúng không ạ? Chính Hoa đã trải qua cái cảm xúc này ấy. Mặc dù là trước đó Hoa cũng đã là ra quyết định là Tết này là như này rồi, nhưng mà cả nhà có biết không ạ, đến ngày 29 Tết đó, đến ngày 29 Tết đó, tiêu rất là nhiều tiền à, và dần đến là mình có cảm xúc như thế nào đó, mặc dù là mình đã cố gắng giữ cái cảm xúc của mình rồi, nhưng mà vẫn cái cảm xúc như thế nào đó rất là khó tả, rất là khó tả, nhưng mà rất là may, đó là Hoa nhận diện được cái hạt giống, Hoa nhận diện được cái hạt giống này, nhận diện được cái hạt giống, và Hoa lắng nó lại, và Hoàng loại bỏ nó ra ngay lập tức, loại bỏ nó ra ngay lập tức, đúng không ạ? Loại bỏ nó ra ngay lập tức bằng cách là gì ạ? Ngay lúc đó thì mình không tập trung vào 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 à, mình bị tập trung, mình thực hành lòng biết ơn để tiền ở nhà mình, thực hành lòng biết ơn để tiền đó, mình nghĩ đến những cái giá trị mà những cái ích lợi mà tiền mang lại chúng mình, chúng ta, đúng không ạ? Giả sử như là mình có thể là hình dung ở khi mình chi tiền, mình đưa tiền, mình mang tiền, mình đi 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 mua cái này mua cái kia, là mình hình dung tưởng tượng để là mua cái sản phẩm này về nhà mình, gia đình của mình có một cái Tết rất là sum vầy, và mình rất là hạnh phúc vì là mình có tiền để mà mình chi cái này, cũng là hạnh phúc rồi, cũng là rất là hạnh phúc rồi, đúng không ạ? Cũng rất là hạnh phúc rồi đó. Và ngay tối hôm đó, ngay ngày hôm đó, ngay không phải là tối hôm đó đó, ngay trong buổi trưa hôm đó luôn, nó ngay buổi trong cái buổi trưa hôm đó luôn, hoa tỉnh được, hoa Hoa ngồi lặng lại, gọi là ngồi lặng lại, quan sát mình, ngồi lặng lại và quan sát mình, Hoa nói, ô, hay nhỉ, sao là vậy được Hoa, đúng không? Sao là vậy được, không thể như vậy được, không thể như vậy, bởi vì là những cái khoản này là chắc chắn mình phải chi mà, à, mình cũng phải chi, cho dù là mình cảm xúc như thế nào thì mình cũng phải chi, vậy thì thay vì mình cái cảm xúc như vậy, tại sao mình không chuyển đổi cảm xúc yêu thương đi, biết ơn đi, hạnh phúc đi, hạnh phúc vì mình có tiền để chi đi, đúng không? À, mình hạnh phúc vì mình có tiền để chi, và chính cái cảm xúc của họ, chính cái cảm xúc đó giúp Hoa đã lấy lại được cái nguồn năng lượng đó, lấy lại được cái nguồn năng lượng đó, và những cái khoản tiền nó vẫn cứ tiếp tục đến với Hoa, thật sự là như vậy luôn. À, mặc dù là Tết thì công việc kinh doanh nó là, mọi người nói là nó sẽ là có một số của các anh chị con nhà mình có thể là chúng ta về quê hoặc là như thế nào, công việc kinh doanh bị đình trệ hoặc thế nào đó, nhưng mà Hoa thì dòng tiền nó vẫn về rất là đều, rất là khơi thông, đúng không ạ? Đó thì nếu như mà chúng ta không nhận diện được cái hạt giống đó thì chúng ta sẽ bị cái vấn đề nó kẹo mình đi, cái vấn đề nó kẹo mình đi cả nhà mình, vấn đề nó kẹo mình đi, đúng không ạ?
À, bởi vì là những cái khoản đó mình đã có cái dự thu dự chi rồi, đúng không? Chắc chắn mình phải chi, chắc chắn mình phải chi. Cho nên là thay vì cảm xúc, thay vì là lo lắng, thay vì là bồn chồn khi chi ra, thì chúng ta hãy tập trung, chúng ta hãy yêu thương, biết ơn và hạnh phúc vì mình có tiền để mình chi những cái khoản đó, được không ạ? Bao nhiêu cô bác anh chị nhà mình đồng ý với quan điểm của bà, comment cho đồng ý được không ạ? Đúng không ạ? Đúng cả nhà mình ơi, đúng không ạ? Đó, sau đó đúng rồi à, và chúng ta ngay lúc đó thì và chúng ta hãy à, nếu như mà cảm xúc của chúng ta nó chưa được tuyệt vời á, thì tối hôm đó cả nhà mình nhé, hãy ngồi lại với chính mình, trải lòng với mình và trải lòng với tiền luôn, ghi ra hết những cái cảm xúc của mình và nói ra cái giống như viết một cái bức thư tâm tình với người yêu ở nhà mình, nói hết thì tự nhiên dòng tiền nó khơi thông một cách là vi diệu của nhà mình, thực sự là vi diệu quá luôn cả nhà mình ạ. Rồi là một cái câu chuyện về phép màu với tiền nữa, để mọi người hiểu được à, mọi người hiểu được là tiền nó rất là trung thành, tiền chỉ là vật trao đổi ngang giá à, cho nên là để chúng ta à, khi mà chúng ta biết biết ơn tiền đó, à, khi chúng ta tiêu tiền đó, thì chúng ta hãy nghĩ đến cái giá trị mà như tiền nó mang lại cho chúng ta, đúng không ạ? Tiền mang lại cho chúng ta một ngày, tiền mang lại cho chúng ta à, và thì chúng ta cảm thấy mình rất là hạnh phúc và mình rất là đủ đầy, mình rất là giàu có, đúng không ạ? Chính cái cảm xúc đó luôn mà chính cái cảm xúc ngày hay chỉnh tiền đó, sau đó là hoa hoa nói với chồng, hoa nó không biết nào mà khi thực hành nó biết ơn xong rồi cả nhà mình, và khi hoa loại bỏ được cái hạt giống đó ra thôi á, hoa rất là hạnh phúc luôn, hoa rất là hạnh phúc và nó lại cũng sướng, tự nhiên là ngay thời khắc đó cũng chưa có gì thay đổi cả, tiền vẫn là chưa về hay là như thế nào đó, nhưng mà hoa rất là hạnh phúc, hoa cảm thấy rất là giàu. Hoa nói với chồng, hoa không biết như thế nào nhưng mà tại em cảm giác là rất là giàu có, cái gì cũng thấy rất là dư giả trong cái nhà của mình đó. Và chính cái cảm xúc đó của nhà mình đã thu hút đến bên mình những cái điều tuyệt vời, những cái điều may mắn, những cái điều lợi lạc của cả nhà mình ạ. Luật hấp dẫn là gì? Bên trong như thế nào thì bên ngoài như vậy, bên trong dư giả thì bên ngoài dư giả, bên trong đủ đầy thì bên ngoài mới đủ đầy, bên trong hạnh phúc thì bên ngoài mới hạnh phúc, đúng không? Nhưng mà trước đây Hòa không biết điều đó đâu ạ, Hòa chẳng biết điều đó, Hòa cứ chạy theo bên ngoài thôi, chạy theo bên ngoài không quan tâm gì, không biết được là cái gốc rễ của vấn đề nó nằm ở bên trong chính con người của mình, đúng không ạ? Cho nên là vô cùng, mà nó thật sự là Hòa vô cùng biết ơn môi trường câu lạc bộ luôn cả nhà mình ạ. Cho Hòa một môi trường để Hòa học tập, Hòa rèn luyện mỗi ngày, đặc biệt là những cái chương trình zoom sáng toàn là những cái bí kíp, rất là nhiều cái bí kíp, chỉ cần một từ khóa thôi, từ chỉ một từ khóa trong cái chương trình zoom sáng thôi, giúp cho Hòa khơi thông được nhiều vấn đề trong cuộc sống. Và trong cái chương trình, những cái buổi zoom tối của chủ tịch Tình Vi cực kỳ hay cả nhà mình, những cái tư duy để chúng ta học à, học chúng ta ghi chép kỹ thì cái tư duy của chúng ta tăng lên là nhiều luôn. Tiền chỉ là vật trao đổi ngang giá, đây thì giá trị của chúng ta đến đâu, đúng không ạ? Thì tiền à, tiền chúng ta sẽ đến đó. Mà giống như bản thân của Hoa là giáo viên đi, trước đây Hoa cũng bán rào rào vặt 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 đúng không ạ? Rào vặt vặt đó, thì cái giá trị của Hoa thì dòng tiền của Hoa nó cũng về, Hoa học về ứng dụng luật hấp dẫn thì nó cũng khơi thông, nó cũng về cả nhà mình, nhưng mà cái khoản tiền nó về nó chưa được lớn. Nhưng mà khi Hoa học tập trong môi trường câu lạc bộ, đặc biệt là những cái chuỗi zoom buổi tối ấy, lúc 8 giờ cả nhà mình, lúc 8 rưỡi, đó là gọi là cái zoom chuyên sâu về kiến thức, nâng cái tư duy của mình rất là nhiều. Cái buổi zoom 8:30 ấy, nó nâng tư duy của mình cực kỳ nhiều luôn cả nhà mình nhé. Thậm chí là Hoa học xong rồi Hoa nó còn sẽ lấy lại, Hoa chép lại với nhà mình ấy. Bởi vì là nhiều khi viết học trực tiếp như thế này ghi không được kỹ, chưa thỏa mãn Hoa chép lại và đúng thực sự luôn. Khi mà mình, bởi vì là chủ tịch Tình Vi của chúng ta là người có nhiệt kế thì chính cao rồi, nhiệt kế thì chính cao á, tin Hòa đọc nhá. Nhiệt kế thì chính cao là một, là gọi là một đa đa trường phú đúng không ạ? Mà mình chép những cái tư duy đó, mình học những cái tư duy của người thầy của chúng ta thì đúng ạ, thì chúng ta sẽ nâng cái nhiệt kế tài chính của chúng ta lên rất là nhiều. Đó là lý do mà cái dòng tiền của Hòa sau khi Hòa đồng hành câu lạc bộ thì dòng tiền của Hòa nó về
lớn hơn, cái số tiền nó phải lớn hơn nhiều. Lớn xong cái số tiền nó lại đến với mình lớn. Trước đây có thể là thu nhập của mình một tháng là có mười mấy triệu đó thôi, nhưng mà bây giờ chỉ cần là một 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 cái tinh tinh về là khoảng mấy chục triệu rồi, tên trăm triệu rồi, đúng không ạ? Đó. Cho nên là cái việc của chúng ta là phải luôn luôn học tập, luôn luôn phát triển để nâng cái giá trị của mình lên mỗi ngày, nâng tư duy của mình lên mỗi ngày, được không ạ? Được không có bác anh chị nhà mình ơi, đúng không ạ? Chúng ta quá may mắn đúng không ạ? Quá may mắn, quá tuyệt vời vì chúng ta có một môi trường, có một môi trường để chúng ta học tập, chúng ta rèn luyện, đúng không ạ? Học miễn phí đúng không? Tuyệt vời, chẳng mất cái gì cả, chỉ mỗi việc học, ngồi vào hoa học và ứng dụng, đúng không ạ? Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Và hoa rất là hay, hoa có những cái trải nghiệm về tiền rất là hay. Và bây giờ hoa đó, và hoa sẽ chia sẻ với các bạn thì cùng một cái trải nghiệm về tiền nữa, cùng một cái trải nghiệm về tiền mới đây, cách đây có mà vài ngày thôi, cách đây có vài ngày thôi. Vài ngày, vài đúng chính xác là vài ngày thôi. Ngày hôm đó thì hoa cũng là chi rất là nhiều tiền, chi rất là nhiều tiền, mà cái dấu đỏ trong tài khoản của hoa nó là gì ạ? Nó nhiều lắm luôn nhà nhau mình ạ, rất là nhiều lắm luôn, dần như tài khoản của mình nó vơi đi luôn á, nó vơi đi luôn. Sau đó tự nhiên hoa cũng là biết như thế nào, hoa cũng làm chủ cảm xúc thôi, hoa vẫn cứ thế này thế kia, thế này thế này thế kia, là cứ sao sao trong lòng á. Nhưng mà khi đó là hoa ở ngoài đường cả nhà mình ạ, bình thường là chúng ta là tổ về chúng ta thực hành lòng biết ơn đúng không ạ? Nhưng mà khi đó là hoa đi đừng đi làm ở cơ quan, không làm thế nào mà mở vở ra mà viết biết ơn được, khi đó cũng ồn ào cũng không thể viết biết ơn được, không thể ngồi mà xuống mà viết mà tĩnh tâm mà viết biết ơn được, đúng không ạ? Bao nhiêu có các chị nhà mình đã đúng không ạ? Chứ không có phải là bây giờ mình ngồi xuống mình viết được ở nhà nhà đâu đó. Và lúc đó hoa cũng thấy cái cơ thể của mình nó phản ứng sao sao, nó phản ứng sao sao hoa rất là khó hiểu. Sau đó tự nhiên hoa nghĩ nhá, tự nhiên hoa nghĩ, ô hoa nói đi, hoa nói với chị và thân, sao là vậy được nhỉ, sao là vậy được nhỉ. Hoa đã nghe, hoa đã được nghe chủ tịch Tình Huy dạy trong cái chương trình Zoom Zoom vào tối nay này, dòng sông Niên và biển trẻ tất cả nhà mình dòng sông Niên và biển trẻ đúng không ạ? Không mắc cái gì nhà mình đã nghe cái câu chuyện này chưa, đã nghe câu chuyện là dòng sông Niên và biển trẻ chưa, ai đã nghe rồi comment cho Hòa là đã nghe được không ạ, đã nghe được không ạ? Và chia sẻ cho khi khi mọi người hiểu cái này, mọi người sẽ thực sự luôn, mọi người sẽ là dòng tiền tự nhiên nó sẽ khơi thông và nó mình hiểu được tận gốc rễ của vấn đề luôn đó. À, có bao nhiêu đang nghe được nghe câu chuyện này chưa, dòng sông Niên đó. Dòng sông Niên và biển chết đó, đúng không ạ? Dòng sông Niên thì biển chết đó, thì tất cả những cái nguồn phù sa của rất là nhiều con sông nó đổ về đó, đổ về và nó chứa đựng lại ở cái biển chết đó, nó không đi ra ngoài, nó cứ dồn hết đổ vào đó và nó tạo thành biển chết. Và dưới cái biển chết đó thì ở cái biển chết thì sẽ không có một cái sinh vật nào, không có một cái sinh vật nào sống được. Hoa thì cũng có một người bạn trước đây đứng đi làm ở bên đó và kể cho Hoa cái biển chết này rồi, không có sinh vật nào sống, nó rất là mạnh. Và mình mà xuống tắm ở cái biển chết này cả nhà mình nổi lên, cái người cơ thể của mình nó tự nổi lên luôn, rất là hay. Mình xuống cái biển chết này tắm, họ vẫn tắm cả nhà mình, họ vẫn tắm, họ vẫn du lịch ở cái biển chết này nhá, nhưng mà nhiều không có một cái sinh vật nào sống được ở dưới này đâu ạ. Và khi mình xuống tắm á, khi mình xuống đó tắm là nổi người của cơ thể của mình nó tự nổi nổi lên mặt nước luôn, rất là hay, nó tự nổi lên mặt nước luôn đó. Cái này Hoa được bà Hoa chia sẻ, nhưng mà đó, nhưng mà cái dòng sông Niên thì gì ạ? Cái dòng sông Niên là gì ạ? Tất cả phù sa cũng đổ về dòng sông Niên, nhưng mà dòng sông Niên không giữ lại, dòng sông Niên không giữ lại, nó cứ liên tục chảy đều suốt ngày đêm như vậy. Và gì ạ? Ra gì ạ? Biển chết thì không có một cái sinh vật nào phát triển được ở dưới ở biển chết cả, nhưng mà dòng sông Niên thì gì ạ? Hai bên dòng sông Niên người dân rất là giàu có, rất là tù phú. Hai bên dòng sông Niên dọc người dân và tất cả những cái làng mạc xung quanh đó, nó mang lại cái phù sa, và hai bên những người dân thế diện rất là giàu có, rất là tù phú, rất là phú, chăn nuôi hay là trồng trọt tất cả mọi thứ đều phát triển, đúng không ạ? Đó, và từ đó Hoa định nghĩ đến trong tiền của Hoa cả nhà mình nhé. Hoa nghĩ đứng như vậy nhé, Hoa nghĩ vậy, Hoa nói ô cũng được như vậy. Tiền của Hoa, tiền trong tài khoản của Hoa, tiền của Hoa là tiền của Hoa rồi, và sẽ mang lại cho Hoa một cái cuộc sống dư dả đủ đầy, mang lại tiền đến với tài khoản của Hoa, tiền ở trong tài khoản của Hoa đến với Hoa, đến với tài khoản của Hoa mỗi ngày, và nó mang cho Hoa một cái cuộc sống dư dả đủ đầy, mang cho Hoa một cuộc sống tự do về tài chính, tự do không gian, tự do thời gian, và Hoa trở nên Hoa Hoa là gì ạ?
giàu có và họ truyền cảm hứng cho rất là nhiều người, truyền cảm hứng cho rất là nhiều người. Và tiền của Hòa đến với Hòa, và tiền của Hòa là gì ạ? Đi đi rời khỏi tài khoản của Hòa để thực hiện cái sứ mệnh của tiền, mang lại hạnh phúc cho rất là nhiều người, mang lại niềm vui cho rất là nhiều người. Vậy thì tại sao Hòa lại không vui vì điều đó được cơ chứ, đúng không ạ? Mọi người có đúng như vậy không ạ? Và đúng như vậy luôn, ngày hôm đó Hòa chi tiền, Hòa sử dụng vào những cái việc này việc kia cho công việc kinh doanh của Hòa. Và Hòa hình dung được khi cái khoản tiền này Hòa chuyển đi, người là gọi là khách hàng của Hòa, đối tác của Hòa, họ sẽ được như thế nào, họ sẽ vui vẻ như thế nào, họ được nhận những cái giá trị như thế nào. Tự nhiên Hòa cảm xúc vô cùng, cả nhà mình ạ, Hòa hạnh phúc, Hòa hạnh phúc, Hòa cảm xúc vô bờ bến luôn, cực kỳ luôn, cảm xúc vô bờ bến đó, cảm xúc vô bờ bến luôn. Và chính cái cảm xúc đó, chính cái cảm xúc đó đã giúp cho Hòa giữ lại, Hòa khơi thông được cái dòng tiền của Hòa. Và cả nhà có biết điều kỳ diệu thì để làm tối hôm đó Hòa cũng viết một bức thư về tiền, Hòa trải lòng hết, Hòa nói ra những cái cặp của Hòa như thế này luôn á. Và đúng ngày hôm sau luôn, tiền về tài khoản của Hòa 50 triệu 7 lần luôn. Rất là kỳ diệu, tức là về rất là kỳ diệu cả nhà mình nhé. Về rất là kỳ diệu luôn. Rất là kỳ diệu. Vậy thì đúng không ạ? Đúng ạ, tiền điểm cho mình, mang cho mình một cuộc sống dư dả đủ đầy. Nhưng mà chúng ta vẫn cũng không thể là giữ giữ nó như giữ giữ mình như vậy được. Đó, bởi vì là những cái khoản đó chúng ta bắt buộc phải chi mà, đúng không? Bắt buộc phải chi. Bắt buộc phải chi. Bắt buộc phải chi. Thế khi tiền đi rơi tài khoản của mình, mang lại niềm hạnh phúc cho người khác, đúng không ạ? Mang lại niềm vui cho người khác, mang cho người khác một cuộc sống dư dả đủ đầy, đúng không ạ? Đó. Thì tự nhiên là cái cảm xúc về tiền của bạn nó thay đổi. Nó thay đổi và Hòa cứ nói với mình như vậy, Hòa cứ nói với mình như vậy với nhau nhé. Trong khoảnh khắc đó Hòa quay lại và lật ngược là Hòa nói như vậy, chứ Hòa không chờ tuổi với nhau mới thực hành lòng biết ơn nữa, đúng không ạ? Cho nên là không không chờ được không chờ được với nhau thực hành lòng biết ơn, đúng không ạ? Bởi vì lúc đó ở ngoài đường, đúng không ạ? Lúc đó ở ngoài đường mà không làm được, không không làm được cái điều đó. Trước đây thì Hòa cũng là thực hành lòng biết ơn rồi, nhưng mà Hòa cứ chờ đến tối thôi, chờ đến tối thì họ lên họ về họ mới làm được. Nhưng mà bây giờ chúng ta hãy khi ứng dụng cái lòng biết ơn, cũng như là khi chúng ta đồng hành cùng với câu lạc bộ đó, đúng không, thì chúng ta hãy linh hoạt, linh động, linh hoạt, đúng không, linh động linh hoạt mọi lúc mọi nơi, biến thực hành lòng biết ơn với tất cả những vấn đề trong cuộc sống, tức là biến thực hành lòng biết ơn với tất cả những vấn đề trong cuộc sống mọi lúc mọi nơi, mọi lúc mọi nơi. Và biến thực hành lòng biết ơn trở thành một cái lối sống, trở thành một cái lối sống, đúng không, và trở thành một cái lối sống cho mình luôn, cho mình luôn. Thì cuộc sống của chúng ta sẽ là những chuỗi ngày, những cái chuỗi ngày hạnh phúc, những cái chuỗi ngày hạnh phúc, và phép màu sẽ đến với chúng ta. Thật sự như vậy luôn cả nhà, phép màu sẽ đến, phép màu sẽ đến đó. Rất là kỳ diệu, rất là kỳ diệu luôn. Và Hòa cũng chia sẻ, Hòa ngay lập tức Hòa gọi điện cho mấy có một số bạn trong cái học tập của Hòa là đúng cái cảm xúc như vậy luôn, và nó ừ, đúng như vậy luôn. Đúng rồi, trước đây Hòa cũng nghĩ là tối với nhau mới biết, cái nhà mình nhé, tối với nhau mới biết, thì bởi vì là lúc đó mình cái cảm xúc của mình như vậy, nhưng để tối với nó là lắng rồi, nhiều khi không muốn viện nữa đâu, nhiều khi không muốn buồn viện nữa đó, đúng không ạ? Vậy thì ngay lúc đó chúng ta phải nói luôn, ra quyết định miệng luôn, mọi lúc mọi nơi hãy ra quyết định mồm cho Hòa nhá. Hòa thì hay nói với mọi người là ra quyết định mồm luôn đó, nó biết ơn đó, đặt tay nó phải tim, hoặc là nói với chính mình, nói với bản thân của mình, làm sao để mà thuyết phục được cái cảm xúc của mình, thuyết phục được cái con người của mình, nó nghe và chuyển đổi ngay lập tức cái cảm xúc từ cảm xúc đó sang cái cảm xúc yêu thương, biết ơn, hạnh phúc, dư dả đủ đầy. Thì ngay lập tức chúng ta phải thu hút những cái khoản tiền về đến bên mình, những cái khoản tiền đến bên mình luôn. Còn nếu chúng ta không làm được cái điều này, không làm được cái điều này, thì những cái khoản tiền đó, những cái khoản tiền mà khách hàng hứa từ đồng chuyển khoản nó cũng chưa dễ để về. Bao nhiêu cô bác anh chị nhà mình cảm nhận được cái điều này, hoặc là cảm nhận được rất là nhiều lần rồi. Nhiều khách hàng nói là à, em ơi ngày mai chị chuyển khoản đi, cho chị số tài khoản đi, nhưng mà không chuyển. Em ơi ngày mai ngày kia à, tuần sau chị chuyển khoản, mình cứ chờ đợi chờ đợi chờ đợi đó, đúng rồi, chờ đợi. Không phải đâu ạ, họ không chuyển khoản cho mình không phải là do họ mà do mình đấy, đúng không ạ? Hãy ngay lúc đó không nói là tại sao chị lại nói chuyển khoản mà chị cũng chuyển cho em,
Không như vậy nha cả nhà mình. Có mãi thì nhà mình cũng không có như vậy đúng không ạ? Trước đây Hòa nói Hòa là như vậy đó. Nhưng mà bây giờ không. Chúng ta hãy ngồi lại, quan sát lại cảm xúc của mình, năng lượng của mình trong những ngày đó như thế nào. Xem là mình đã làm chủ được năng lượng của mình trước. Xem là mình đã, xem thử mình đã hòa hợp với tất cả những mối quan hệ xung quanh mình trước. Đúng không ạ? Nếu chưa thì hãy ngay lập tức thực hiện lòng biết ơn với cái vấn đề đó cho họ. Ngay lập tức khi dòng tiền họ thì tự động chuyển khoản, thậm chí khi mà hòa làm cái điều này, khi khi hòa làm được cái điều này, đáng lẽ là cái khoản tiền đó nhé, khách hàng nói là chị ơi 2 tuần này em mới chuyển tiền nhé, 2 tuần này em mới chuyển tiền nhé. Ok, nhưng mà cái gì ngày mai tự nhiên là chuyện chả nói chả rằng gì hết đúng không ạ? Hoặc là cái khoản tiền, thậm chí là những cái khoản tiền mà lúc y chang đúng với ngày 20 hay là 25 hoặc là chuyển, nó cứ rập ngày nào, tức là cái cái gọi đó là phải là cái quy định rồi, cái quy định rồi. Nhưng mà không hiểu sao khi mình khơi thông được cái dòng tiền của mình, tiền nó về bằng mọi cách, nó về trước đi, nó về trước đi mấy ngày luôn, rất là hay, rất là hay đúng không ạ? Bao nhiêu các bạn anh chị nhà mình thấy hôm nay và những cái bí kíp mà chia sẻ hôm nay chúng ta cảm thấy rất là tuyệt vời, thì phải comment cho tuyệt vời đúng không ạ? Có tuyệt vời không ạ? Tuyệt vời hay là rất tuyệt vời? Ngay hôm nay và ngay bây giờ, ngay hôm nay chúng ta hãy ứng dụng những cái chia sẻ của Hoa đó, hãy thực hành lòng biết ơn mọi lúc mọi nơi, chứ không 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 để tối về mình làm. Tất nhiên là tối về cũng phải làm rồi, cũng làm rồi không bỏ. Nhưng mà mọi lúc mọi nơi, mọi tình huống trong cuộc sống của chúng ta không kể là tiền, đó, khi chúng ta thực hành lòng biết ơn thì cái con người chúng ta nó cũng trở nên tử tế hơn, đúng cả nhà mình đúng ạ, tử tế hơn rất là nhiều. Một cái bắt tay cũng cảm thấy nó ấm áp hơn đúng ạ, một câu nói thế hay là một ánh mắt thế cũng cảm thấy mình rất là biết ơn hơn. Càng biết ơn bao nhiêu càng hạnh phúc bao nhiêu, càng càng hạnh phúc bao nhiêu thì là càng biết ơn câu lạc bộ bệnh viện của nhà mình, thực sự luôn, từ tận trong tim. Và chính cái cảm xúc đó, chính cái cảm giác hạnh phúc yêu thương biết ơn đó đã mang đến thành công cho Hoa, từ thành công này đến thành công khác cả nhà mình ạ. Để Hoa bây giờ ngay lúc này Hoa đã có một cái doanh nghiệp tự động hóa trên internet, mở rộng ra 6 quốc gia trên thế giới và tạo cho Hoa dòng thu nhập thụ động 1 tháng gần 9 con số. Quá tuyệt vời, rất tuyệt vời. Trước đây Hoa chỉ nghĩ là cái khoản tiền này, cái dòng tiền, cái thu nhập 1 tháng từng đó, thu nhập 1 tháng là 9 con số thì chỉ có đi nước ngoài mới có thôi, thậm chí đi nước ngoài cũng có. Bởi vì sao? Bởi vì xung quanh Hoa chả có ai làm được điều đó cả. Nhưng mà khi vào môi trường câu lạc bộ rồi, Hoa thấy được là Hương làm được điều đó rồi, Hoa thấy được là doanh nhân An Võ làm được điều đó rồi, Hoa thấy được là doanh nhân Trần Vy làm được rồi, thì Hoa cũng làm được. Tự nhiên Hoa mới dám ước mơ ở nhà mình nhé, Hoa mới dám ước mơ, Hoa mới dám là ghi xuống cái con số là thu nhập thụ động 1 tháng bao nhiêu. Còn trước đây không biết thụ động là cái gì cả. Vậy thì nếu chúng ta đang có mặt trong phòng Zoom này, chúng ta quá may mắn, quá tuyệt vời, quá may mắn, quá tuyệt vời, chúng ta hãy ghi xuống đi, ghi xuống cái điều mình muốn, tiền, số tiền mình muốn đi, chúng ta tiếp tục học tập phát triển, đồng hành cùng với câu lạc bộ, cùng với trưởng nhóm của chúng ta, cùng với chủ tịch Trình Vy của chúng ta sẽ biến ước mơ chúng ta trở thành hiện thực. Hòa đã làm được rồi, Hòa đã làm được rồi, và Hòa đã giúp được rất là nhiều cô bác anh chị trong đội nhóm của Hòa cũng đã làm được điều đó rồi, thì Hòa tin chắc rằng chúng ta cũng sẽ làm được điều đó và còn làm tốt hơn Hòa đúng không ạ? Bao nhiêu cô bác anh chị nhà mình cam kết đồng hành cùng với Hòa, tham gia tất cả các buổi Zoom của câu lạc bộ để chúng ta nâng cái giá trị của mình, nâng tư duy của mình lên mỗi ngày, để dòng tiền của chúng ta về với số lượng lớn hơn, nhiều hơn đúng không ạ? Thì chúng ta hãy comment cho Hòa tôi là người thành công được không nào, được không ạ? Đúng không ạ? Thấy không, đó rất là tuyệt vời, tuyệt vời đúng không ạ? Dạ rồi ạ, thì ngày hôm nay Hòa chia sẻ cho các bạn anh chị nhà mình những cái bí kíp như vậy, và Hòa cũng bây giờ ngay lúc này chúng ta hãy vận động cái cơ thể của mình, lắc lư cơ thể của mình đi ạ, để cho cơ thể của mình nó năng lượng lên.
năng lượng trở lại, kích hoạt một nguồn năng lượng trở lại để chúng ta đón nhận những cái bí kíp siêu tuyệt vời, gọi là siêu đỉnh ngày hôm nay, siêu đỉnh ngày hôm nay cả nhà mình nhé. Ngày hôm nay một em doanh nhân vô cùng trẻ tuổi mà Hòa vô cùng ngưỡng mộ luôn, chính bạn ấy đã là người truyền năng lượng cho Hòa, chính bạn ấy đã cầm tay chỉ việc cho Hòa, chính bạn ấy đã chỉ cho Hòa từng bước một, và cũng chính bạn